Rồi hello, bạn chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với Volleyball BCT. Kính chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công mọi người nhé. Thời gian này do dịch Covid cho nên ảnh hưởng đến phong trào và không có giải nữa. Hiện tại thì trước mắt của chúng ta đây sẽ là kèo hẹn nội dung solo kỳ 1-1 giữa anh Tuấn Minh Sơn và anh Ken Cây Chanh. Ở kèo này thì anh Tuấn ở phía bên kia sân sẽ chấp anh Ken 4 nút nhạc và chấp thêm 3 điểm. Kèo này đánh 21 điểm. Và như vậy là Vang xin nhắc lại kèo này Tuấn chấp anh Ken 4 nút nhạc và gạt 3 điểm. Trận đấu này diễn ra trên sân bóng chuyền mới khánh thành của Volleyball BCT. Mặc dù ở chỗ này trời đang mưa rất to, phía xa kia là quán của Vang, rất khủng khiếp. Mưa từ hồi chiều đến giờ nhưng mặt sân mọi người có thể thấy là rất đẳng cấp. Và như vậy là kèo hẹn đã diễn ra. Bốn không cho anh Ken. Thả bóng rơi tự do, điểm đổi cho anh Tuấn 1-4. Như Ben xin nhắc lại, cái hẹn này anh Tuấn ở bên kia sân chấp anh Ken 4 nút nhạc và gạt thêm 3 điểm. Sẽ 2-1. Bóng ngoài 5-1. Kèo này theo đánh giá của Adebank thì anh Tuấn sẽ rất thiệt thôi. 6-1. Kèo đấu này diễn ra trên sân bóng chuyền Volleyball mới khánh thành mọi người nhé. Chất lượng ánh sáng và mặt sân là cực kỳ đẹp. Đổi điểm 2-6. Bảy hai. Tám hai. Như đã đánh giá từ đầu thì kèo này An Ken có rất nhiều lợi thế để giành thắng lợi ở kèo hẹn này mọi người nhé. Chấp bộ nốt và còn chấp thêm 3 điểm. Chín hai. Bóng ở trong sân 12. Bóng tiếp tục ở trong sân 11-2. Như là đánh giá ở đâu thì kèo hẹn này anh Tuấn chấp rất liều. Sân của Volleyball quá đẳng cấp. 11-2. Đổi sân đi. Vâng, và như vậy là hai vận động viên chúng ta đổi sân. Điểm số là 11-2 cho quân xanh. Bóng ngoài 12-2. Một khoảng cách rất xa. Rất an toàn cho anh Ken rồi. Chẳng 21, anh Tuấn chấp bộ nốt và gạt thêm 3 điểm. Bóng tốt của anh Tuấn. 3-12. Hiện tại ở cái tránh vừa mới mưa xong mà người khá là lành. Tay cầm máy của anh vẫn rung. 4-12.
Nhắc lại với mọi người, kèo đấu này diễn ra trên sân bóng chuyền của Volleyball BCT. Chào tất cả 58 anh em. Bóng ngoài 52. Kèo này thi đấu trong 21 điểm. Khoảng cách là 52. Sáu mười hai. Và như vậy sau cái đổi sân thì anh Tuấn có vẻ như là bắt đầu mới bắt được nhịp của trận đấu này. Khoảng cách rút ngắn xuống còn 6 điểm. Bảy mười hai. Em mới tránh nhanh quay nữa. 82 rồi, khoảng cách chỉ còn 4 điểm nữa thôi. 13-8. Anh Tuấn tự sát. Xin lỗi là 13-7. Không thành công. 14-7. Bóng mở ngoài sân 8-14. Mấy mưa xong nên khá là lành mọi người ạ. Mặt sân là cực kỳ chuẩn đét. Kèo này hiện ra kín cho nên tiếp tục điểm cho quân xanh. Trung thu rồi. Không thành công. 95. Mười sáu chín. Mười bảy chín rồi. Lợi thế rất lớn cho quân xanh. An Ken thắng lời ở kèo hẹn này. Kèo hẹn này sổ một ít cây vui vẻ thôi mọi người nha. Anh Tuấn đã khá lâu không chơi kèo hẹn rồi. Bóng ngoài 10-17. Rất là lành mọi người ạ. Cầm máy nhưng mà vẫn rung. Kèo hẹn này diễn ra trên sân của Volleyball mới thành lập mọi người nhé. Bóng ngoài 18-10. Chỉ còn 3 điểm số nữa thì anh Ken sẽ giành thắng lợi ở kèo hẹn này. Sẽ 2-1. Bóng ngoài 11-19. À 11-18. Pha tự sát của anh Tuấn điểm thứ 19 cho An Ken. 19-11. Xin lỗi là 19-12. Bóng ngoài 13-19.
14, 19. Vâng, chỉ còn vàn là 4 điểm sau nữa thì sẽ săn băng. Săn căng thẳng. Sẽ điểm rất xa nhưng khoảng cách lúc này chỉ còn 4 điểm. Phá từ sát của anh Tuấn và như vậy là sẹt bói cho quân xanh An Ken. 20-15. Bóng giật dây 21-15 và như vậy là thắng lợi thuộc về quân xanh An Ken ở kèo hèn này. Xin nhắc lại, ở kèo hèn này thì quân đen anh Tuấn chấp quân xanh 4 nốt nhạc và gạt thêm 3 điểm sẽ 21. Kèo hèn này đã kết thúc, hẹn gặp lại mọi người nếu như kèo hèn này tiếp tục chiến đấu mọi người nhé. Cảm ơn sự theo dõi tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những kèo hèn tiếp theo. Anh em có kèo hay muốn chơi bóng thì có thể ghé thân của Volleyball VCT để đón xem kèo hèn mọi người nhé.